Xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game Hải Tặc Đại Chiến thôi. Clip này mình sẽ share cho anh em vào cái code mới, cái code này mừng khi anh em follow trên TikTok nha. Test luôn cái code này của anh em được cái gì nha. Sự kiện tháng này nó có thay đổi gì mới không đây? Huyện Hải Tặc Hữu Hải, ô Hữu Hải lại reset rồi này, reset về 100% máu này. Luyện hải tặc cô có cái gì mới này, điểm sôi nổi chiến trường Malinfor. Cái này cũ rồi. Cốt của em đây, TikTok 20k follow. Nó quà luôn anh em bạn, xịn luôn. Cũng thường thôi. Một con lính trì cũng cùi thế các bạn, con này cùi thôi, con lính trì để ép cho mấy cái con thuộc tính bền bỉ này. Bền bỉ thì có Sanji chơi được này, Sanji, nhưng mà Sanji của mình Sanji cùi, Sanji chơi ép cái gì. Ôi, bị khó ở đây, không biết là lấy ép gì nữa đây. Thùng bia thì mình cũng tích được 60 thùng rồi, có lẽ là đợi sự kiện nào đó tích thêm. Quay nốt u swap cho nó lên M1 đi, đủ phôi đấy em ạ. Bây giờ thiếu ba cái này, thì chắc là thí còn GB vào đây. Mình chỉ cần một phôi này nữa, một phôi mình nữa, một trong shop nữa là ép lên M1, u swap lên M1 luôn. Cho một bạn bằng bè với bè bạn Nam Châu chứ đùa nha, không thể đùa với anh nông dân được. Mà làm trận PVP cho nó là gì này nọ chị cả. Nếu bạn thua nhỉ, bạn không chế ác quá nhỉ. Toàn Samala luôn. Chả được đánh gì cả. Chó lửa chả được đánh gì. Chán hẳn. Nó không chế anh em ạ, quá chịu thật. Nhưng mà thôi, có lẽ clip của mình cũng xin lại tại đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye anh em.